Xem tử vi tháng 11 âm lịch năm nhâm dần 2022 cho người tuổi Tý. Tử vi tháng 11 âm lịch tức tháng nhâm Tý của năm nhâm dần 2022 của những người tuổi Tý chỉ ra rằng đây là khoảng thời gian khá may mắn đối với những chú chuột trên phương diện sự nghiệp cũng như tài lộc. Tuy nhiên, để có thể đạt được những thành tích cao, bạn có thể phải đánh đổi bằng phương diện tình cảm của mình. Tháng 11 âm lịch là khoảng thời gian khá may mắn đối với người tuổi Tý trên phương diện sự nghiệp cũng như tài lộc. Tuy nhiên, để có thể đạt được những thành tích cao, bạn có thể phải đánh đổi bằng phương diện tình cảm của mình. Nguyệt lệnh Lâm Đế Vượng cho thấy, bản mệnh dễ dàng tìm được cơ hội khẳng định điểm mạnh của mình trong tháng nhâm tỷ này. Nhưng không những vậy bạn còn thể hiện được khả năng lãnh đạo dẫn dắt mọi người đi tới thành công rất có thể đây là lúc bạn nhận được tin mừng thăng chức bởi cấp trên sẵn sàng dành cho bạn một vị trí xứng đáng hơn với năng lực trên phương diện tài lộc bạn cũng phát huy được thế mạnh và tạo được ấn tượng tốt cho khách hàng và đối tác của mình do đã có chỗ đứng trên thị trường bạn nên không cần phải quá lo lắng để đối thủ phải cạnh tranh. Nếu khả năng cho phép, bản mệnh có thể nghiên cứu thêm việc mở rộng thị trường, mở rộng quy mô kinh doanh sản xuất của mình. Phương diện tình cảm lại khá ảm đạm trong tháng 11 âm lịch này do tác động của ngũ hành. Có thể những chủ trọc quá bận rộn với công việc của mình nên ít có thời gian nghĩ đến chuyện yêu đương người độc thân tìm cỡ trốn tránh các buổi gặp mặt vì không muốn tốn thời gian. Còn người đã lập gia đình thì thiểu quan tâm tới nửa kia của mình cũng như còn cãi trong gia đình. Xem tử vi tháng 11 âm lịch năm 2022 cho người tuổi tỷ qua từng phương diện của cuộc sống. 1. Luận về phương diện sự nghiệp con đường công danh sự nghiệp của những chú chuột đón nhiều tin tức tốt lành do cục diện nguyệt lệnh lầm để vượng mang lại. Người tuổi tỷ ngày càng tin tưởng vào bản thân, nên sẵn sàng nêu lên quan điểm, ý kiến của mình giữa tập thể. Chính những lúc như thế này, bạn gây ấn tượng mạnh với cấp trên và cả bạn bè, đồng nghiệp xung quanh mình. Không chỉ những người làm lãnh đạo mà nhân viên cũng sẽ thể hiện được khả năng dẫn dắt tài tình của mình, góp công lớn trong việc đưa tập thể tiến tới thành công. Bạn là người có tầm nhìn xa trong rộng nên nhanh chóng phát hiện ra những mục tiêu chính xác, đồng thời có cách ứng phó phù hợp khi đối diện với khó khăn. Bạn tỉnh cởi mở, hòa đồng lại biết cảm thông, không kiêu ngạo là điều giúp bạn tìm được chỗ đứng cho mình và khiến ai cũng yêu mến hãy tiếp tục phát huy điểm mạnh của mình, bạn sẽ còn đạt được những bước tiến đáng mừng hơn nữa. Tuy nhiên, theo tử vi tháng nhâm tỷ năm 2022 này của những chú chuột cho thấy, dù mọi việc đang tiến triển thuận lợi, bản mệnh cũng cần đề phòng bất chắc có thể xuất hiện bất cứ khi nào. Thái tuế hung tinh xuất hiện, người tuổi tỷ cần phải cẩn thận khi xuất hành đi xa, nếu không dễ gặp những sự cố bất ngờ. Các công việc quen thuộc cũng không được chủ quan. Tốt nhất nên kiểm tra kỹ càng trước khi bàn giao. 2. Luận về phương diện tài chính Người tụ tỷ không cần phải lo lắng quá nhiều về vấn đề tiền bạc trong tháng 11 âm lịch này. Những thành tích tốt trong công việc sẽ giúp cho bạn thu về một khoản tiền rủng rỉnh. Người làm công ăn lương chắc chắn bạn không thể thiếu được những khoản thưởng nóng nhờ thành tích cao và những đóng góp cho tập thể. Chấp cấp trên, hẳn sẽ không keo kiệt với một nhân duyên xuất sắc như bạn. May mắn hơn, một số người còn có thể chạm tay vào cơ hội được thăng chức tăng lương trong tháng này, từ đó cải thiện được mức sống của mình. Hãy coi đây là động lực để bạn cố gắng hơn nữa trong tương lai, bởi tiềm năng của bạn vẫn chưa được phát huy hết đâu. Với người làm ăn kinh doanh, bạn khẳng định được vị thế của mình trên thị trường nên chẳng sợ đối thủ cạnh tranh hay chơi xấu. Bạn nắm bắt rõ, thấy mạnh và phát huy đúng lúc đúng chỗ, từ đó thu hút được lượng khách hàng trung thành ngày càng đông đảo. Tử vì tháng 11 âm lịch của người tuổi Tý thấy rằng, nếu thời gian và khả năng cho phép, con giáp này có thể nghiên cứu mở rộng thị trường hoặc quy mô kinh doanh của mình. Tất nhiên, bạn sẽ hơi vất vả hơn một chút, thậm chí tổn sức, giải quyết rắc rối bất ngờ xuất hiện, nhưng sau cùng công lao của bạn sẽ được đền đáp xứng đáng. 3. Luận về phương diện tình cảm gia đạo Con đường tình duyên của những chú chuột lại không được hành thông thuận lợi như con đường sự nghiệp và tiền bạc. Có thể đây là cái giá phải trả nếu bạn muốn gặt hái thành công. Với người còn độc thân, bạn thích dành thời gian cho công việc cá nhân hoặc phát triển sự nghiệp hơn là gặp gỡ, làm quen với người khác phải. Chính vì vậy, bạn thường tìm cách từ chối tham gia các buổi gặp gỡ bạn bè hoặc gà mắt do người thân tổ chức. Bạn có thể quyết định thời điểm này đâu là điều quan trọng hơn với mình và dành nhiều tâm huyết cho điều đó. Tuy nhiên, nếu nhận thấy đối phương là người tốt, thì bạn có thể giữ quan hệ là bạn bè trước, rất có thể đối phương sẽ đem lại nhiều tác động tích cực cho bạn. Còn đối với những người tuổi tỷ đã lập gia đình, không có nhiều thời gian để quan tâm tới người thân của mình bởi bạn đã tốn nhiều tâm huyết cho sự nghiệp. Bạn nên trao đổi rõ vấn đề đối với người ấy để tránh những hiểu lầm không đáng có và được người ấy cảm thông nhiều hơn. Khi sắp xếp được lúc rảnh rỗi bạn cũng nên ở bên người thân, trò chuyện với mọi người nhiều hơn. Nhờ những phút giây ấy như vậy, bạn sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn, đồng thời người thân có thể giúp đỡ bạn nếu bạn gặp những chuyện khó giải quyết. 4. Luận về phương diện sức khỏe Tình hình sức khỏe của người tuổi tỷ trong tháng 11 âm lịch này không gặp phải vấn đề gì quá lớn trong khoảng thời gian này. Với tinh thần hăng hải tích cực, bạn luôn cảm thấy tràn trề sức lực và sẵn sàng bắt tay vào các kế hoạch của mình. Tuy nhiên, dù nhiệt tình với công việc đến mấy, bạn cũng không nên bắt bản thân mình làm việc quá sức. Tốt nhất, bạn vẫn nên duy trì lối sống, sinh hoạt điều độ, ăn uống, nghỉ ngơi có giờ giấc để tránh các bệnh như dạ dày, đau đầu. Người đang mắc bệnh cũng có dấu hiệu cải thiện sức khỏe nhờ tác động của đế vượng. Bạn hãy nghiêm túc thực hiện theo các yêu cầu của bác sĩ, vận động và có chế độ dinh dưỡng hợp lý, chắc chắn bệnh tình sẽ thuyên giảm. Cẩm Nang vận vận cho từng tuổi tỷ vào tháng 11 âm lịch năm 2022 như sau. 1. Tuổi Mậu Tý, mệnh Hỏa, nam sao Thủy Diệu, nữ sao một Đức, khẩu quyết: Công việc phát triển có khả năng dẫn dắt mọi người xung quanh. Quý nhân phù trợ tuổi Sửu, tuổi Thân, tiểu nhân tuổi Dậu, tuổi Mùi. Màu sắc may mắn màu trắng, màu đen. Hai, tuổi Canh Tý mệnh Thổ, nam sao Mộc Đức, nữ sao Thủy Diệu, khẩu quyết phát huy được điểm mạnh của mình có cơ hội được cất nhắc. Quý nhân phù trợ tuổi Sửu, tuổi Thân, tiểu nhân tuổi Mão, tuổi Mùi. Màu sắc may mắn màu xám, màu bạc. Ba, tuổi Nhâm Tý mệnh Mộc nam sao phân hở, nữ sao la hầu, khẩu quyết. Cẩn thận những rắc rối bất ngờ có thể xảy ra. Quý nhân phù trợ, tuổi hài, tuổi thân, tiểu nhân, tuổi Dậu, tuổi mão, màu sắc may mắn, màu đen, màu xanh da trời. 4. Tuổi giáp Tý mệnh kim, nam sao thủy diệu, nữ sao mộc đức, khẩu quyết, việc làm ăn kinh doanh phát triển thuận lợi. Quý nhân phù trợ, tuổi hài, tuổi Sửu, tiểu nhân, tuổi ngọ, tuổi tuất Màu sắc may mắn màu trắng, màu xanh dương. Năm, tuổi Bính Tuất, mệnh Thủy, Nam sao một Đức, nợ sao Thủy Diệu, khẩu quyết: "Trở tham công tiết việc, cần phải dành thêm nhiều thời gian hơn cho gia đình." Quý nhân phù trợ, tuổi thân, tuổi thân. Tiểu nhân, tuổi Mão, tuổi Ngọ, màu sắc may mắn màu vàng kim, màu ghi.